Người đi xe máy quay đầu bỏ chạy khi thấy cảnh sát giao thông xử lý tại đại lộ Thăng Long. Nhiều người điều khiển xe máy bất chấp nguy hiểm đi vào đại lộ Thăng Long Hà Nội, thậm chí họ cố tình quay xe bỏ chạy ngược chiều khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông xử lý vi phạm. Đại lộ Thăng Long Hà Nội là tuyến cao tốc dài hơn 30 km, điểm đầu tại nút giao Trung Hòa Cầu Giấy, điểm cuối ở vị trí nút giao Hòa Lạc Thạch Thất. Đây là tuyến đường cấm xe máy, xe đạp, người đi bộ. Tuy nhiên mỗi ngày vẫn có hàng trăm lượt xe máy đi vào. Để xử lý tình trạng trên, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, đội 6 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã ra quân xử lý phương tiện vi phạm. Ghi nhận ngày 18 tháng 9, từ 7 giờ 30 đến 9 giờ cùng ngày, tổ công tác của đội 6 bố trí nhiều cán bộ chiến sĩ trực chốt tại lối ra đại lộ Thăng Long đi cầu vượt Mỹ Trì. Trong ít phút, đã có 10 người đi xe máy vào cao tốc bị xử lý. Anh NCM trú tại Hương Yên cho biết, anh đi vào cao tốc này thấy rất nguy hiểm, ô tô đi với tốc độ cao nhiều khi văng vạch, sợi vào xe máy nhưng vì vội đi làm nên vẫn vi phạm. Chị NTP trú tại Quốc Oai cho biết, do thấy nhiều xe máy đi vào nên cũng làm theo. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 3 triệu đồng, được giấy phép lái xe 2 tháng và tạm giữ phương tiện trong 7 ngày làm việc. Khi thế lực lượng cảnh sát giao thông xử lý, nhiều người bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều ở làn cho phép chạy ở vận tốc 80 km h Thiếu tá Phạm Văn Luyến, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cho biết, để xử lý triệt để vi phạm, đơn vị đã ra quân và thường xuyên bố trí cán bộ chiến sĩ trực chốt tại các lối ra của đại lộ Thăng Long. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, thường xuyên thay đổi khung giờ xử lý và địa điểm để cho người vi phạm không né tránh, Thiếu tá Phạm Văn Luyến cho biết. Thiếu tá Luyến cho biết thêm, khó khăn của lực lượng cảnh sát giao thông khi xử lý các trường hợp này là nhiều người cố tình bỏ chạy điều khiển xe với tốc độ cao lao thẳng vào lực lượng chức năng